Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio Mức Số nhé. Vâng, bên em nhận được đơn của anh Hiện nhé. Còn anh có số điện thoại là 0976 606 002 ạ. Vâng, anh bảo là qua chân cầu vượt, cầu 6 Cẩm Phả, Quảng Ninh thì gọi điện cho anh em gửi xe theo xe ạ. Vâng, anh có xem kênh YouTube và anh đặt bên em một cái shop B3 845 340 ạ. Vâng, bên em tặng anh dây rắc kết nối á với em Ly. Vâng, thì anh Hiện nhá, đây là cái shop B3 340 của anh này, bên em đang test trực tiếp đấy ạ. Vâng, cái shop của anh đang đánh rất hay đấy ạ. Đây em đang kết nối với đẩy và vang đấy ạ. Anh đang hoạt động anh nhé, bên em đang test thử rất là cẩn thận đấy ạ, trước khi gửi cho anh. Ở xung quanh đang đánh đấy ạ. Mấy giờ sơn bên sơn âm nhỉ? Đồng em tắt xúc của anh đi này. Đấy ạ. 10 giờ tròn. Thế giải âm nó thiếu xúc rất là khó chịu thì anh có hỗ trợ thêm trầm hay là xúc điện đấy ạ, để hỗ trợ giải âm nghe hay hơn. Thì bây giờ em đang bật trầm cho anh đây. Đấy ạ. 10 giờ. Để nghe rất là sâu, rất là ấm ạ. Còn đặc biệt cái dòng này nó có cái canh phát quạt tản nhiệt ạ. Vâng, rất là tốt. Vâng, cái này được tản nhiệt hai lớp, một là lớp cánh tản nhiệt và hai là quạt tản nhiệt. Rất là hiện đại bây giờ đấy ạ. Vâng, làm mát rất tốt, rất hiệu quả. Vâng, thì đây là cái súp của anh đang hoạt động rất tốt anh Hiện nhá. Vâng, trước bằng cái cam sắt này rất là cứng cáp và cái bát 40 bên trong này. Còn bát 40 đang đánh ở bên trong đấy ạ. Vâng, như trái tim mình đang đập đấy ạ. Vâng, hai bên này nó có hai cái sách tay rất là chắc chắn vì cái súp này rất là nặng, hơn 40 cân đấy ạ. Đang xem đây, súp để mua cho mình đi ạ. Vâng, cuối năm rồi mua trải nghiệm và chơi Tết khá là hợp lý ạ. Vâng, hiện những súp này hiện tại của anh hoạt động rất tốt anh nhá. Thì bên em có test rất là kỹ trước khi quay video 10 tiếng đồng hồ, chạy rất là bền bỉ. Cảm thấy bền bỉ và chịu lực tốt thì bên em bắt đầu mới quay video cho anh Hiện và gửi để anh dùng sản phẩm tốt nhất trên thị trường hiện nay. Vâng, em tham gia công ty Zika Audio Số thì cảm ơn anh Hiện nhé. Vâng, sau cùng thì em chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Vâng, chúc gia đình mình chuẩn bị đón một cái năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Vâng, xin chào anh Hiện và hẹn gặp lại nhé. Còn nhân viên thì em đang kéo băng dính để chuẩn bị đóng hàng cho anh đi ạ. Vâng, anh Hiện nhá, sau khi bên em đã test và kiểm tra cái súp B3 815 340 của anh thì bên em đang nhờ bác Sơn chở ra bến xe Gia Lâm đi ạ. Để anh sớm được sử dụng và trải nghiệm và nhận hàng bên em nhé. Vâng, Zika Audio Minh Số rất mong anh nhận được cái súp B3 815 340 này của em sớm nhất ạ. Vâng, lại có bác khách lấy súp bốt 1200 ạ. Rất là nhiều, cuối năm rồi ạ, Tết nhất đến nơi thì các bác mua về trải nghiệm Tết bên gia đình xung vầy rất là hạnh phúc đấy ạ. Anh ngồi lên đi xong rồi thằng cu em nó sẽ đặt vào trong lòng anh để lên trên đùi ấy, đúng rồi, em đặt vào lòng ấy, đúng rồi.